Xin chào các anh chị nhà tư Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh Công Minh Channel à, Ngày hôm nay thì mình sẽ lên một video để cùng nhau, chúng ta cùng nhau xem về thị trường của tuần trước về diễn biến của thị trường tuần trước cũng như là chúng ta sẽ đưa ra được những cái hoạch định và những cái chiến lược để chúng ta có thể đầu tư một cái cách mà nó hiệu quả trong cái khoảng thời gian tuần sau cũng như là nửa tháng cuối năm nhá. À, cũng như là nửa tháng 12 nhá. đây cũng là tháng cuối năm rồi nên là chúng ta cũng phải có được những cái phương hướng và những cái cách để chúng ta đầu tư làm sao cho nó hiệu quả nhất, đúng không? Chúng ta mua được mua bán làm sao cho nó ít ít rủi ro, ít rủi ro cũng như là nó sẽ giúp chúng ta được có được những cái cơ hội có thể là ngắn hạn trước cái thời điểm Tết nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ trao đổi với nhau về thị trường trong cái tuần trước từ ngày 11 đến ngày 15 nhá, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12. Đó. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra một số những cái phân tích cũng như là về cái phương hướng, về cái kịch bản của thị trường sắp tới trong cái tuần. Là tuần từ ngày 18 đến ngày 22, tháng 12. Nhá, anh chị nhá. Ok. À, thì nếu như mà chúng ta theo dõi toàn bộ diễn biến thị trường của tuần trước. Thì chúng ta có thể thấy là điểm nhấn chắc chắn là khối ngoại vẫn luôn bán ròng. Nhá, khối ngoại vẫn bán ròng. Và thị trường nó đang xuất hiện những cái phiên uh, rũ, những cái phiên rũ bỏ trong cái khoảng thời gian gần đây. Đúng không ạ? Nếu mà các anh chị... Uh, cầm những cái mít cổ phiếu dòng midcap thì khả năng là chúng ta đang bị gọi là gì cắt máu đúng không cắt máu từng ngày từng ngày một đấy cứ mỗi ngày nó âm một hai phần trăm làm cho các anh chị cảm giác nó rất là khó chịu đấy về thị trường thì các anh chị có thể thấy này sau khi mà thị trường đúng không chạm cái ngưỡng là một một trăm ba mươi nhá chạm một cái ngưỡng 1130 một trăm ba mươi xuất hiện một phiên bán rất là mạnh đó thì cái phiên bán như này này đó nó là một phiên nó không mấy tích cực rồi đúng không ạ cái đấy thì mình vẫn trao đổi với các anh chị là cứ một phiên bán mạnh là nó không tích cực lắm, nhưng mà sau đó nó cân bằng tích lũy lại thế nào thì nó sẽ uh, chúng ta sẽ xem xét lại sau. Đấy. Thì hiện tại là sau 3 phiên đúng không? Sau 3 phiên này. Đây, sau cái phiên bán mạnh này thì nó có 3 phiên hồi lên, nhưng mà chủ yếu là do do cổ phiếu trụ đúng không? Cho cổ phiếu trụ kéo. Đấy, và sau khi mà cổ phiếu trụ nó không đỡ được nữa rồi, dòng tiền khối ngoại nó vẫn bán ra. Thì uh, thì thị trường sau đó nó cũng bị ảnh hưởng đúng không? Nó bị ảnh hưởng giảm từ cái ngưỡng 1130 về hiện tại là cái ngưỡng 1100. Đấy, thì hiện tại cái ngưỡng 1100 nó đang là một cái ngưỡng hỗ trợ. Đây, mình sẽ cho các anh chị Đây, trước mắt ngưỡng 1100 nó đang là một cái ngưỡng hỗ trợ của chúng ta Bởi vì là cái vùng này nó là một cái vùng vùng gáp đúng không ạ Đấy nó là một cái vùng gáp lên Đấy mở gáp này Đấy mở gáp cái con lớn thì hiện tại cái vùng 1.100 này nó đang là một cái vùng hỗ trợ nên là thị trường hiện tại nếu mà nó có những cái nhịp điều chỉnh nhá điều chỉnh với cái biên độ nó bé cũng như là von nó thấp nó quanh quanh cái ngưỡng 1.100 này này thì theo mình nó vẫn đang là một cái cái diễn biến nó nó không không bị tiêu cực nhá nó không bị tiêu cực đấy còn trong cái trường hợp mà nó nó cực kỳ xấu ấy là nó phải thủng thủng hết những cái ngưỡng 1.100 này này mà tám này với von lớn cơ nó phải là một cái cái phiên mà nó gãy thật mạnh như này với von lớn nhá von lớn gãy luôn cái ngưỡng hỗ trợ này này thì nó mới là một phiên tiêu cực đấy thì gần như là lúc ấy chúng ta sẽ phải uh, gọi là gì chắc chắn là sẽ nhiều nhiều nhà tư tháo chạy khỏi cái nhịp này đó. nhưng mà hiện tại nó đang cái gì đây các chị nhìn nhá ba phiên này cái biên độ giảm nó giảm dần này đấy và cái khối lượng nó cũng không có cái sự đột biến nên là theo mình là hiện tại thì lực cung nó đang ào ra nhưng mà nó cũng đang có cái sự yếu đi rồi đúng không lực cung nó đang yếu đi rồi bây giờ chúng ta cần đó chính là chờ đợi những cái nhịp lực cầu nó vào để nó đỡ thị trường được chưa Bây giờ chúng ta đang rất cần cái lực cầu và đỡ thị trường. Hiện tại thì khối ngoại nó vẫn đang bán mạnh thôi. Lực cầu đỡ chủ yếu là đến từ nhà đầu tư cá nhân cũng như là tự doanh. Đấy. Ngưỡng 1.100 này nó cũng đang là một cái ngưỡng mà theo mình là một cái ngưỡng nó khá là quan trọng của cái tuần tới. Đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta nhìn về đến tuần đi. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn về đến tuần thì có thể thấy là phiên tuần này nó là một phiên rũ tuy nhiên rũ về von nó không không lớn nếu như mà nhìn về diễn biến của tuần thì chúng ta đã thấy đây không phải là một cái phiên nó bán nó quá là tiêu cực đúng không ạ? Nó chỉ là một phiên rũ bình thường nhá. Một cái phiên rũ bình thường thế này thì chúng ta thấy là nó cũng xảy ra thường xuyên mà. Trong một cái nhịp tăng chẳng hạn ví dụ. Đây đúng không ạ? Đấy. Tăng này, nó có một phiên rũ bình thường rồi nó lại hồi lên, nó là bình thường thôi. Không có gì, nó không có gì là xấu cả. Đấy, trừ khi nó phải là những cái phiên rũ thật mạnh như thế này. Đó thì nó mới xảy ra những cái tình trạng nó tiêu cực. Còn một phiên rũ với von nó bình thường như thế này thì thì không có gì đây nó phải là một phiên rũ mạnh này von lớn như này thì mới là tiêu cực hay là một phiên đây nó rũ như này thì nó là bình thường đúng không ạ von không không quá lớn đấy nên là nếu mà chúng ta nhìn về đến tuần thì chúng ta thấy là thị trường uh, về chung dài hạn nó vẫn đang đảm bảo cho chúng ta được một cái sự an toàn nhé nó chưa có những cái diễn biến tích cực à tiêu cực thấy chưa còn về tích cực thì hiện tại chúng ta đang cần chờ đợi thị trường tuần sau nó cần có cái sự cân bằng đúng không ạ dow jones các thứ uh, chỉ số thế giới thì nó đang rất là tốt rồi còn hiện tại chúng ta đang chờ đợi thị trường Việt Nam nó có lực cầu và đỡ nhá. Lực cầu và đỡ. Hiện tại thì mình vẫn đang uh, trước đó là trao đổi với các anh chị view về kịch bản 1 và kịch bản 2 đúng không? Thì hiện tại là uh, nếu như mà chúng ta nhìn về kịch bản 2 thì khả năng là nó đang bị uh, nó đang bị hơi hơi xấu đúng không ạ? Đấy nó không theo được một cái 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 kiểu là sideways. Nên là uh, bây giờ chúng ta sẽ hướng về cái kịch bản 1 là nó sẽ đi sideways nhá. Nó sẽ đi sideways thị trường hiện tại đúng chắc chắn nó đang đi sideways. Đánh rất là khó ăn luôn. Nên là bây giờ các anh chị phải xác định được một cái điểm nó vào nó phải hợp lý thì các chị mới vào còn không thì các chị đứng ngoài nhá các chị nào mà vào sau ấy bây giờ thì cũng chỉ uh, bình tĩnh nhá trước các anh chị nào mà vào sớm sớm ở đây rồi thì theo mình là các chị vẫn nên cầm đi nhá vào sớm từ những cái thời điểm trước hay là từ những cái thời điểm mà nó hợp lý thì chúng ta nên cầm còn các chị vào hơi muộn uh, các chị vào mà nó bị đang bị vị thế nó xấu thì các chị cần phải có cái sự xử lý nó linh hoạt rồi ok Ờ đấy là về kịch bản của thị trường chung. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chủ yếu trao đổi với các anh chị về uh, cổ phiếu dòng chứng khoán về cái tiềm năng cũng như là các cái điểm mua đúng không? Cái điểm mua gom trong cái khoảng thời gian uh, nửa cuối năm này. Đấy, nửa tháng của cuối năm nhá, cũng như là cái cách đi vốn và điểm cắt lốt target làm sao cho chúng ta có được cái cái việc mua bán hiệu quả. Thì nếu như mà chúng ta để ý cái dòng chứng khoán này thì chúng ta thấy là nó đều đang có một cái form chung nhá, đều đang có một cái form chung. Và các chị nhìn này, cái thị trường hiện tại này đúng không nó cứ cắt máu từng phiên từng phiên một này đấy nó cũng khá tương đồng với cái thời điểm này này đấy nó khá tương đồng với cái thời điểm khá tương đồng với cái thời điểm này đây khá tương đồng với cái thời điểm này nó cứ điều chỉnh điều chỉnh đấy, cứ điều chỉnh điều chỉnh tí một tí một này đó và các anh chị nhìn nếu mà để ý các cổ phiếu dòng chứng khoán thì nó cũng thế này đấy nó cũng có những cái nhịp điều chỉnh như này đúng không và nó siết lại von đấy thì những cái nhịp điều chỉnh như thế này này thì khả năng nó sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể mua gom dần để đánh được một cái nhịp nhịp lớn sắp tới nhá. Đấy, thị trường hiện tại nó khá là giống với cái thời điểm này nhá. Nó điều chỉnh với von nó nó cũng khá là nhỏ chứ nó không bị rũ quá mạnh đâu, nó không bị rũ mạnh. Đấy nó sẽ đi điều chỉnh sideways. Ờ à, nếu mà nó có sideways nó có điều chỉnh tiếp thì cùng lắm nó về cái vùng 1080 nhá. Chứ nó cũng không bị uh, tiêu cực như mà chúng ta như là chúng ta nghĩ đâu. Đây các chị nhìn này, từ cái phiên mà nó rũ nhịp cuối này, đấy sau đó thị trường nó vẫn giảm đúng không? nó giảm bị uh, vì do VN30. Nhưng mà các chị nhìn những cổ phiếu dòng cap hay là chứng khoán ấy, thì nó cũng không bị giảm đâu mà nó đang đi siết lại vòn đúng không? Đang đi siết lại nền. Đấy, nó đang tạo một cái nền mới. Dòng chứng khoán này, VND này, SHS này đúng không? Nó đang đi tạo một cái nền mới. Dù thị trường nó có giảm rất là nó cũng khá nó rơi cắt tiết từng tí từng tí một nhưng mà cổ phiếu dòng chứng khoán mình thấy là nhịp này nó cũng giống với cái thời điểm này. Nó vẫn đi kiểu uh, đi tạo một cái nền mới nhá. Nên là cái vùng này tạo nền nó lại là một cái cơ hội và làm sao để chúng ta mua được thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi hết cái video ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau đưa ra một cái chiến lược nhá, cùng nhau đưa ra một cái chiến lược mua bán hiệu quả cho cái nhịp tới nhá. Đây này. Đấy, kể cả thị trường nó có giảm nhưng mà một số cổ phiếu như AGR này nó vẫn tăng, đúng không? Đó. Nên là cái thời điểm này nó khá giống với cái thời điểm của hiện tại nên là chúng ta cần phải theo dõi, được chưa? Còn giống một cái điểm nào thì sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta có thể uh, mừng tượng ra được. Được chưa? Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các anh chị về mẫu hình VCP. Thì à, nói ngắn gọn, cái mẫu hình này thì mình vẫn trao đổi trong những cái video trước rồi. Thì mẫu hình VCP là một cái mẫu hình thu hẹp biên độ biến động. Đây, nó sẽ có những cái biến biên độ này. Đấy, nó tạo thành những cái vòng cung nhá, nó tạo thành nếu mà chúng ta nhìn về một cái mẫu hình thì nó sẽ giống những cái vòng cung nó bị thu hẹp dần đúng không? Càng lên cao nó càng thu hẹp. Đó. Càng càng về sâu nó càng về thu hẹp đấy, thu hẹp dần, đáy nó nâng lên nhá. Đặc trưng của mẫu hình này là sự thu hẹp biến động của giá trước khi chuẩn bị tăng tốc đến một nền giá mới, đúng chưa? Đây, thu hẹp này để nó tăng tốc lên một cái nền giá mới, được chưa? Đấy là về cái định nghĩa của mẫu hình VCB nhá. Nên là khi nào mà mình nói về mẫu hình VCB thì các anh chị hãy nhớ nó là một cái mẫu hình thu hẹp biên độ biến động. À, về đặc điểm của mẫu hình VCB thì nó sẽ có 3 đặc điểm chính mà mình đề cập ở đây. Thứ nhất là nó thường có hình dạng từ 3 đến 5 vòng cung, liên tiếp với cái đáy nâng dần từ trái qua phải nhá. Đây, vòng cung thứ nhất, vòng cung thứ hai, vòng cung thứ ba, đúng chưa Nó sẽ tạo thành những cái nền mà làm sao? Cái biên độ nó sẽ bị thu hẹp dần. Đây từ đầu là biên độ nó nó dài như thế này. Rồi sau đó nó thu hẹp dần, thu hẹp dần. Đấy chưa Và thường nó sẽ tạo thành 3 đến 5 nhá. Thường nó là như thế, 3 đến 5 cái cái biên độ. Biên độ về uh, biên độ giá này, thời gian hình thành này thường sẽ thu hẹp thu hẹp dần. Đấy, cũng như là nếu như mà chúng ta nhìn về cái cái biên độ này nhá. Đấy, về giá này ở cái vùng 1 nó sẽ là to nhất vùng 2 nó sẽ là biên độ về giá sẽ là to nhì và vùng 3 nó sẽ là nhỏ nhất đúng không biên độ này nó sẽ thu hẹp nhất và cái khoảng thời gian nó cũng thế khoảng thời gian biên độ một này nó sẽ lâu nhất hai nó sẽ ở trung bình và mức thứ ba nó sẽ là ngắn nhất đó và cái quá trình thu hẹp này nó sẽ luôn đi kèm với cái sự thu hẹp về khối lượng có nghĩa là sao ờ, nếu mà chúng ta nhìn về những cái đáy những cái vùng đáy của cái của cái vòng cung này thì chúng ta có thể thấy là càng về sâu càng về đáy thì cái von nó sẽ càng bị kiệt dần nhé nó càng bị kiệt dần đấy nên là cái thời điểm mà cái thời điểm nào mà là làm sao cái biên độ nó bị thu hẹp dần này đấy và cái von kiệt dần này thì nó sẽ là một cái một trong những cái đặc điểm của mẫu hình VCP nhá von nó thu hẹp nó kiệt kiệt đấy kiệt cực nhỏ như này đấy các chị có thể mừng tượng được ra à, nếu mà chúng ta lấy ví dụ nhé đây mình sẽ lấy ví dụ cho các anh chị về chẳng hạn như là VND đi VND dòng chứng khoán cũng có này 1, 2, 3, 4, được chưa đó, và các anh chị để ý này cứ mỗi đáy này đấy, vòn được kiệt lại cực nhỏ luôn Được chưa kiệt lại cực nhỏ, đó kiệt lại cực nhỏ, cực nhỏ luôn đấy và cái biên, cái biên ở cuối này nó sẽ dao động từ khoảng 15 đến 16 thôi đúng không? Trong khi đó từ những cái khoảng trên này nó sẽ dao động từ 13 đến 16. Đấy. Dần dần nó sẽ thu hẹp lại cái biên độ Ví dụ như VDD, VIX, VIX cực đẹp luôn Đây, biên độ sẽ thu hẹp dần này 4 này, 4 biên độ đúng chưa? 1, 2, 3, 4, đấy Và biên độ nó dần dần gần nó thu hẹp Và mỗi tại một cái biên độ này thì nó sẽ có von siết lại Thì đây chúng ta có thể uh, Nếu như mà cái mẫu hình này nó hình thành lên rồi Thì chúng ta sẽ xác định được đây là một cái mẫu hình VCB Bất động sản thì cũng có Như là Novaland, ấy, mình có lấy ví dụ này Đây này, đây là một cái mẫu hình VCB này Cực kỳ tiêu biểu luôn, nhá các cái biên độ nó thu hẹp này, von thu hẹp. Đấy thì đây là cái cách chúng ta nhận diện. Tiếp theo thì để giải thích về cái mẫu hình VCP này thì chúng ta sẽ giải thích dựa trên cái quy luật cung cầu. Thứ nhất là đáy cao dần sẽ cho chúng ta thấy được là cái lực cầu đang chủ động mua vào với giá cao hơn và hấp thụ hết lực cung, đúng không? Đây có nghĩa là khi mà đáy đáy một ở đây nhá là lực cầu bắt đầu đẩy vào để đỡ thị trường nhá, đỡ giá nhá Sau khi nó đỡ giá xong rồi thì nó kéo lên rất mạnh đúng không? nhưng mà đến một cái ngưỡng kháng cự là đấy nó sẽ bị điều chỉnh chưa điều chỉnh về cái và điều chỉnh nó sẽ tạo một cái đáy cân bằng thứ hai đúng không đáy cân bằng thứ hai thì ở cái vùng này lực cầu nó sẽ vào đỡ đỡ và lại tiếp tục kéo lên đúng không nó hấp thụ hết cái lực cung bán ra ở đây này có nghĩa là sao ở cái vùng giá này, này nó bị hấp thụ hết đây nếu mà nói về Novaland chúng ta nhìn này đúng không nó kéo từ vùng 1 lên vùng 2 lên vùng vùng giá 15 nhé vùng giá 15 là lực cung nó đẩy ra cực mạnh nên là khi mà nó đẩy về vùng giá 13 ấy, thì có nghĩa là sao khi này là lực cầu nó sẵn sàng nó mua ở cái vùng giá 13 chứ nó không nó không chờ được về cái vùng giá 10 đâu đấy có thể lực cầu nó đang có cái sự khỏe ra đúng không anh chị cái uh, uh, biên thứ ba cũng thế này các chị nhìn nhá đúng không ạ sorry các anh chị một xíu nhá ôi oh, ok biên thứ ba này đó cũng như thế được chưa uh, nó cũng có cái cái von đây, vòn nó kiệt lại. Ờ. À, sorry các anh chị nhá. Rồi. À, cái lực cầu đúng không? Cái lực lực cầu nó đang xuất hiện nó vào đỡ giá hơn. Đấy, và cái lực cầu ở đây nó sẵn sàng nó mua vùng giá 14 chứ nó không mua ở cái vùng giá 13 như trước nữa, nữa. Đấy. Sau khi mà nó hấp thụ hết được cái lực cung này, đến cái thời điểm mà nó kiệt nhất, có nghĩa là cái thời điểm cuối cùng ấy là cái sự giao thoa qua nhiều đợt điều chỉnh thì lượng cung sẽ giảm dần cho đến khi kiệt cung. Đây, cái thời điểm này là kiệt cung này rồi đúng không? Cung ở đây. Đúng không? Nó kéo từ 13 từ vùng 10 lên đến cái vùng 15 thì chắc chắn sẽ có nhiều người áp, người nhiều người chốt lời đúng không? Và nhiều người kiểu cắt lỗ khi mà mua cao ở đây thì cái lực cung ở đây vẫn rất là mạnh nhưng mà sau khi mà cái lực cầu ở đây nó hấp thụ hết rồi thì lực cung ở đây nó sẽ yếu dần, nó cứ dần dần yếu dần nên là nó tại sao, lý do tại sao nó tạo thành những cái biên độ nó thu hẹp dần là như thế, đúng không ạ? là do lực cầu nó khỏe lên và lực cung nó yếu dần đến khi mà nó, nó nó kiệt cung, đây là cái thời điểm kiệt cung này, kiệt 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 hết. Đấy, von cực kỳ bé rồi nó sẽ có cái sự bùng nổ lên nhá. Cuối cùng thì cung kiệt, bắt buộc cầu phải mua với giá cao hơn kháng cự. Có nghĩa là sao? Lúc này là lực cầu nó bắt buộc nó phải mua với cái giá cao hơn. Nó không lực cung ở đấy không còn bán ra nữa đúng không? Cung ở đấy không bán ra nữa và người ta chỉ sẵn sàng người ta bán ở mức giá cao thôi. Nên là lực cầu muốn mua phải mua vượt cái cái ngưỡng kháng cự này. Thế nên là đó là lý do vì sao mà nó xuất hiện cái phiên nó bùng nổ nó bùng nổ nó break khỏi cái mẫu hình này đây là cái phiên bùng nổ và break nhá là cái thời điểm mà người mua kiểu rất hung hạn xong mà mua nhá đó thì đây nó sẽ hình thành một cái mẫu hình VCB được chưa vậy thì phương hướng đầu tư của chúng ta sẽ là như thế nào thì chúng ta sẽ mua sẽ có hai cách chúng ta sẽ mua tại nền và mua tại điểm break để mua tại điểm break thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đợi cái mẫu hình này nó hình thành xong đúng không dòng chứng khoán chúng ta lướt qua một một, một thể nhá nào đây MBS này để nó hình thành xong thì mình nghĩ là nó sẽ còn còn phải sang năm sau đúng không? Nó sẽ hình thành nên một cái mẫu hình là HCM đấy, có thể HCM nó sẽ nó sẽ hình thành lên sớm hơn đấy, hay là VND cũng như thế này, đấy nó sẽ phải tích lũy thêm, sẽ phải sang năm sau đúng không? Hay là FTS cũng như thế này, biên độ thu hẹp dần, đó, CTS đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn về một cái mẫu hình VCB thì chúng ta thấy là nó đang đang có cái sự diễn biến nó nó theo cái chiều hướng là mẫu hình VCB nên là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị đấy nên là nếu mà các anh chị nào mà muốn cái sự an toàn là mua khi mà kiểu nó kiệt lại rồi nó hình thành nó break nó hình thì chúng ta phải đợi cái mẫu hình này nó hình thành còn bây giờ muốn tham gia cái thời điểm hiện tại uh, muốn tham gia cái thời điểm hiện tại thì chúng ta phải mua tại nền nhá chúng ta tại, phải mua tại nền đúng chưa mua tại nền ấy, thì chúng ta sẽ được cái mức giá nó tốt hơn cũng như là nó sẽ giúp chúng ta được những cái vị thế nó an toàn hơn nhé ví dụ Uh, bây giờ chúng ta muốn uh, mua vick đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm sao? Canh những cái thời điểm mà nó đi siết vol đúng không? Đây, đây là một cái dấu hiệu nó siết lại vol này. Vol nó siết lại rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi nó tạo thành một cái nền đi, tạo thành một cái nền nhá. Giống như nó giống như là giả lây, dạ, lây Đấy chưa? Nó phải tạo thành một cái nền, Đấy chưa? Vol nó siết lại rồi, siết. Chúng ta không biết được là nó sẽ tạo nền trong bao lâu, nhưng mà khi mà nó đã tạo nền được trong khoảng một tuần rồi ấy thì chúng ta thấy là nó khá là an toàn thì chúng ta có thể bắt đầu gom dần ở đây nhá và đến khi nào mà nó xuất hiện một cái phiên mà nó break nền này đấy nó phá cái nền này lên có nghĩa là sao dòng tiền nó bắt đầu nó đẩy vào thì chúng ta có thể gia tăng thêm đấy chưa nó xác nhận là là đây là một cái nền nó tạo thành công và nó sẽ có những cái lực kéo lên kéo lên đến cái vùng kháng cự để nó tích lũy tiếp nhá đây là hiện tại chúng ta sẽ có cái sự chuẩn bị trước ở đây khi nào mà nó có bắt đầu có một phiên mà nó bùng à, không phải bùng nổ mà nó gọi là gì có lực cầu đẩy vào ấy, thì khả năng nó sẽ kéo lên cái ngưỡng ngưỡng kháng cự là khoảng 18 nhé biên từ 16 đến 18 rồi sau đó nó có thể là tạo một cái biên từ 10, 17 đến 18 chẳng hạn như thế đấy rất có thể là cái nhịp này uh, uh vích có thể là nó sẽ có những cái nhịp mà nó chỉnh về khoảng 15 đấy 15 15.5 lên đấy mình vẫn đề cập là uh, cái vùng này cái vùng gom vẫn là cái vùng an toàn là cái vùng từ 16 đến 16 5 nhưng mà bây giờ chúng ta phải chờ đợi nó hình thành nên một cái nền xong lại đấy chưa thì chúng ta gom nó sẽ an toàn hơn với vịt là như thế hay là nhiều SSI cũng vậy này đây SSI chúng ta có thể uh, gom ở quanh cái vùng uh, 31 nhá 31 đến 32 nó là cái vùng tận nó hiện tại nó đang chuẩn bị tạo thành nền rồi để xác nhận nó tạo thành một nền thì chúng ta cần phải đợi nó nó hình thành trong khoảng đâu đó khoảng chừng một tuần thì nó sẽ an toàn hơn đúng không chứ đừng có mua khi mà nó cứ rơi 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 như này thì nó hơi khó vì sai thế này đấy đợi một vài phiên nó, nó, tích lũy rồi nó có cái phiên mà nó kéo lên von nó vào thì lúc ấy chúng ta sẽ có cái sự xác nhận nó sẽ an toàn hơn nhá nên là các anh chị nào muốn mua gom ấy, thì trong tuần sau mà nó có cái sự tích lũy đâu đó khoảng chừng là 3 đến 5 phiên thì chúng ta có thể tham gia và nó có phiên bật lên thì chúng ta cũng có thể lấy một cái vị thế nhá với rất nhiều cổ phiếu ờ, HCM này HCM thì nó hơi khỏe hơn SHS này đấy SHS đang đi nền rồi đấy nó mà đi nền nó có thể nó có những nhịp rũ rồi nó tạo nền ở đây rồi bật lên với von lớn thì chúng ta có thể mua ở những cái vùng giá khoảng chừng là 18 đến 18 5 đó là cái vùng ok nhá. Vịnh 16 đến 16 5 là cái vùng ok. Đấy mình có sự chuẩn bị hết cho các anh chị rồi. Uh, SSI uh, bảo là 32, 32 5 là cái vùng ok đúng không? Bây giờ nó đang có thể nó sẽ rũ về 31 nhưng mà cũng không sao cả nhá, không sao. Nó vẫn đang giữ một cái cái form rất là ok. Được chưa? Nên là chúng ta làm sao? Bây giờ muốn mua tại nền thì chúng ta phải gì? Xác định được cái vùng hỗ trợ nhá. Bây giờ muốn muốn mua tại nền thì chúng ta phải biết được là nó sẽ điều chỉnh về đâu. À, sorry các anh chị tuần trước ấy làm hình à, kiểu cũng mới đi nhổ răng khôn nên là nó cũng có hơi đau răng nên là lên video nó hơi ít. À, hôm nay thì nó vẫn còn đang hơi ảnh hưởng nên là có thể là video ngày hôm nay mình sẽ nói ngắn ng ngắn gọn một xíu. Trong tuần sau mình sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề này nhá. Bởi vì cái việc tích lũy này nó sẽ không chỉ tích lũy trong một hai phiên đâu nhá. Nên là khả năng là mình sẽ nói hôm nay sẽ nói một phần rồi hôm sau sẽ nói tiếp một phần nữa nhé còn về trước mặt là chúng ta sẽ vẫn vẫn mua theo kiểu như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải xác định được một cái ngưỡng hỗ trợ này như vích này cái ngưỡng hỗ trợ của nó là cái ngưỡng là từ 15.5 đúng không đến cái ngưỡng 16 đấy thì chúng ta có thể thấy là nếu như mà cái vùng mua an toàn thì mình nghĩ là nó sẽ là cái vùng giá từ 16 đến 16 5 đấy chưa còn nó rũ về 15 5 16 các anh chị nào mà chấp nhận một cái rủi ro đúng không chúng ta cũng có thể gom nhé gom đấy rồi sau khi mà nó tích lũy xong này nó kéo lên đến cái vùng 16 đến 16 5 này và nó có có von vào ấy, thì chúng ta có thể mua nó sẽ an toàn hơn nhá có trước mắt là chúng ta xác định được một cái ngưỡng hỗ trợ này thì khả năng là nó sẽ chỉ điều chỉnh về cái ngưỡng hỗ trợ này thôi khoảng là 16 là cùng nhá 15 cho 5 đến 16 là cùng đây là đối với Vick đấy nên là đầu tiên là chúng ta phải xác định được một cái vùng hỗ trợ để chúng ta trước mắt là chúng ta dò đáy đã rồi chúng ta xem là xem xét là cái nền này nó sẽ hình thành ở trong cái vùng giá bao nhiêu như Vick này chúng ta đang đề cập nó là 15 cho 5 đến 16 đúng không đấy thì cái vùng hỗ trợ khả năng nó sẽ là như thế Tiếp theo là chúng ta sẽ về xem xét về khối lượng đúng không? Hiện tại khối lượng mình nghĩ là đạt rồi đấy. Như là VIX này nó có cái sự siết lại von rồi nhá và von nó lại đang nhỏ dần rồi, đúng chưa? Nó mà diễn biến thế này khoảng chừng 3 đến 5 phiên nữa và cái giá nó đi ngang nhá. Giá nó phải đi ngang. Đấy, giá đi ngang như thế này này. Đó, đi ngang này và cái sự biến động của giá nó không nhiều thì lúc này chúng ta có thể mua được nhá. À, lúc này chúng ta sẽ có thể xem xét được. Đấy chưa? Để có thể mua gom. Và đây, tạo nền giá trong khoảng 1 2 tuần với biên độ hẹp. Đấy chưa? và cuối cùng là phải xác định được cái điểm break nền đấy. cái điểm break nền mình nghĩ là cũng rất là quan trọng đúng không bởi vì có nền này và điểm break này, nó sẽ là một cái điểm gọi là gì xác nhận đúng chưa dòng tiền vào và nó thoát khỏi cái nền này thì có nghĩa là cái vùng này là một cái vùng đáy an toàn nhá một cái vùng đáy an toàn cái vùng này nó đi nền nó hơi hơi uh, nó không siết này nên là cái vùng này đánh nó sẽ hơi khó nhưng mà cái nhịp này là anh chị nào mà theo dõi là phải đánh đúng không cái nhịp này theo dõi là phải đánh đấy nó tạo nền một này, tạo hẳn nền hai này bắt đầu có tiền vào nữa này. đấy thì các chị nào theo dõi là phải đánh ở cái nhịp này thì mình nghĩ là thị trường hiện tại nó đang ở cái cái nhịp nó như thế này này nhá chẳng qua là cái biên nó sẽ bị hẹp hơn so với cái biên này, này. biên này thì nó sẽ to còn cái biên hiện tại nó sẽ hẹp hơn nhá nên là chúng ta có thể theo dõi dần ở những cái vùng giá 15 đến 15 15.5 đến 16.5 đối với VIX hay là HCM này HCM ở vùng 30 này SHS vùng 18 18.5 này BND 21 này để 21.5 này FTS 41 42 này đúng không Uh, AGR 15 này, lực đỡ 15 này, đấy. Quanh quanh vậy vi sai quanh 40 này. Đấy. đấy. chúng ta phải xác định cái ngưỡng hỗ trợ ra đã, đã, rồi chúng ta sẽ xem xét là cái nền nó ở đâu. Được chưa? Nhá. Nên là mình thấy là hiện tại dòng chứng khoán nó đang có một cái form nó khá là đồng điệu nên là chúng ta cần phải theo dõi trong tuần sau nhá. Cần phải theo dõi trong tuần sau. Nếu như mà nó tạo nền 3 đến 5 phiên thì chúng ta có thể bắt đầu có những cái nhịp gom, gom ở cái vùng giá rẻ thì nó sẽ an toàn nhá. Còn điểm mua break thì các anh chị phải làm sao? Phải xác định được cái form của mẫu hình, phải xem xét là đủ điều kiện chưa và phải kết hợp với thị trường chung và sóng ngành. Và khi mà mua điểm break với dòng tiền lớn ấy, thì chúng ta phải thiết lập được cái điểm cắt lốt để quản trị rủi ro. Nói chung là cái điểm break này thì có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi vào những cái thời điểm trong năm sau khi mà nó chuẩn bị nó hình thành lên rồi và nó có cái sự bùng nổ thì mình sẽ trao đổi với các anh chị nhiều hơn. Còn hiện tại chúng ta vẫn hướng đến cái việc là chúng ta bắt đầu mua gom dần từ nền đi nhá. Chẳng hạn trong phiên ở à, trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu trao đổi về dòng chứng khoán trước thôi đấy mua gom dần từ nền nhá hiện tại chúng ta chỉ uh, gói gọn lại trong dòng chứng khoán còn dòng bất động sản cũng có cái phong tương tự có chứ có chứ nhưng mà nó chưa nó chưa tạo được một cái nền nó nó hợp lý và von nó vẫn còn hơi to nó không như là nó không như không như là chứng khoán đúng không nó thấp hơn so với trung bình như này này đấy vci này đấy thấp hơn so với trung bình này vnd này nhá ở đây thì có hôm trước có tây nó vào đỡ hơi khỏe nhá hay là fts này đúng không đấy fts nhìn ba đến thực ra fts này các chị phải theo dõi luôn 6 phiên gần đây nhá von nó siết lại và cái nền như thế này thì mình nghĩ là cũng không sớm à không muộn đâu nó sẽ có cái sự bứt lên nhé nó sẽ nếu mà thị trường mà chung của nó nó kiểu nó cứ cắt máu thêm 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 dần đấy thì khả năng nó sẽ đi lịch sinh khoảng 3 đến 5 phiên nữa cứ khi nào nó có một phiên bật tăng với von nó nó đột biến hơn thì lúc ấy chúng ta có thể có thể vào nó sẽ yên tâm hơn nhé và cái biên độ kéo có thể nó sẽ kéo lên đến cái vùng 46 rồi sau đó nó sẽ lại điều chỉnh tạo một cái nền nó, nó siết hơn nhé và cái nền sau chắc chắn là nó sẽ chỉ đi với cái biên độ từ khoảng là 44 đến 46 thôi đấy ví dụ như thế đấy nhé các anh chị nên chú ý nhé. FTS này BE thì nó lại quá như CTS này dần dần cái biên nó sẽ hẹp dần nhá CTS này có thể là bây giờ nó đang từ 26 đến uh, 29 nhưng mà có thể lần sau từ 28 đến 29 thôi đấy và cái lần sau là như thế là khả năng sẽ dễ nổ nhá các chị phải theo dõi ORS cũng vậy này ORS cái vùng OK có thể là vùng 16 nhá nói chung là nó đều có cái form như thế VDS uh, vùng OK có thể là cái vùng uh, 15.5 bởi vì cái vùng này nó có hỗ trợ này 15.5 đến 16 nó có hỗ trợ này. đấy phải xác định được cái ngưỡng hỗ trợ để xác định được là cái vùng đáy nó nó đâu đó nó quanh đây rồi đúng không đấy nên là chúng ta phải theo dõi dòng chứng khoán nhé SSI này khoảng chừng là 30 31 là nó có cái vùng hỗ trợ nhá. 31 có vùng hỗ trợ. Nên là các anh chị phải theo dõi đi. Đấy còn vùng gom ok có thể là cái vùng 32 đến 32.5 vẫn ok. Chẳng hạn nó đi lình xình như thế này, đúng không? sinh lình xình như thế này, nó cần phải thời gian nó tạo nền chứ, rồi nó bật lên. Thì lúc đấy các anh chị mua tại điểm bật ấy, thì các anh chị cùng lắm các anh chị mua được cái vùng giá 32 đến 32 5 thôi, chứ không thể nào mà mua được tận đáy đâu. Nên là các anh chị dù chúng ta có chuẩn bị tốt thế này, cỡ nào ấy, thì chúng ta vẫn phải phải mua kiểu nó hơi chênh lên một xíu đúng không? Còn các anh chị xác định mua sớm thì cũng phải mua ở những cái vùng chênh chênh này rồi. Đấy, chứ không thể nào xác định đúng đáy được đâu nhá. Nói chung là trong cái video ngày hôm nay thì mình đã trao đổi với các anh chị về mẫu hình VCB nhá. Và cái cách chúng ta mua tại nền, được chưa? Chúng ta sẽ chờ đợi 3 đến 5 phiên nó siết lại von cực nhỏ. Hiện tại nó đang siết von rồi. Và chúng ta thiếu một điều nữa là là nó có cái sự làm sao? Ừ, xác định được cái điểm break nền nhá. Bây giờ nó có phiên break nền thì chắc chắn là nó sẽ có cái nhịp kéo lên đi. Nên là các chị nào mà muốn đánh ngắn Chúng ta cũng có thể đánh Còn các chị nào muốn lấy một cái vị thế Để các chị đánh chung dài hạn ấy, Để các chị giữ đến khi nào mà nó break Các chị đánh full margin luôn nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ sẽ có được một cái vị thế cực kỳ tốt nhá. Còn một khi các anh chị đã mua tại nền ấy, Thì các chị yên tâm là cái vùng cắt lốt của các anh chị Nó sẽ cực kỳ an toàn Và các anh chị sẽ không bị chấp nhận một cái rủi ro nó cao Chứ, Chứ tại... nhiều anh chị ấy... Nhiều anh chị ấy... thấy nó kéo về đỉnh này, này Các chị FOMO ở những vùng này, này. Mình thấy là cái vùng này mình đề cập là các chị đừng bao giờ các chị tham gia đúng không? Đấy, phải đợi chỉnh đúng không? Cái này là mình đã đề cập với các chị từ sớm rồi. Nên là uh, các chị nào mà theo dõi mình mà yêu quý cũng như là thấy cái phương pháp mà mình nó trao đổi với các chị phù hợp thì chúng ta có thể đồng hành với nhau trong cái khoảng thời gian sắp tới nhá. Nói chung là cái uh, mẫu hình VCP này và cái uh, cái điểm mua tại nền chúng ta sẽ còn trao đổi nhiều trong tuần tới nhá. Nên là trong tuần tới chúng ta sẽ mình sẽ lên video thường xuyên để trao đổi với các anh chị để chúng ta có được cái sự chuẩn bị là tốt nhất cũng như là có được những cái vị thế nó, nó ngon ăn nhất nha. Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video sau nhá. Chúc các anh chị một buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Bye bye các anh chị.